Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cổ phiếu USA. Trong video ngày hôm nay, Cổ phiếu USA và EZTechClass sẽ chia sẻ cùng các bạn phần đầu trong loạt series về Option Greeks cơ bản. Và trong video này, EZTech sẽ chia sẻ cùng các bạn về Delta. Thì Delta là gì và tầm quan trọng của Delta trong công thức tính toán Option, cũng như là cách các bạn lựa chọn Strike Price khi bán quyền chọn Cover Call hoặc quyền chọn Put như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất, EZTechClass sẽ chia sẻ về khái niệm Delta, các cái ngữ cảnh sử dụng Delta trong công thức tính toán Option Price, cũng như là cách lựa chọn Strike Price. Và chúng ta sẽ cùng đi qua cái ví dụ minh họa về việc cân nhắc yếu tố Delta khi lựa chọn Strike Price cho Option. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Delta là gì. Thì trước khi đi vào khái niệm Delta là gì, EZTech giới thiệu cùng các bạn một cái hình ảnh EZTech đã chụp sáng ngày hôm nay cho cái mã cổ phiếu của Apple, và với một cái quyền chọn Call với cái Strike Price là 405 năm. Thì các bạn thấy ở phần dưới là The Greeks, thì Delta là đứng ở vị trí đầu tiên và có cái con số là 0.4296, tức là 0,42. Thì đây là cái thông tin mà EZTech chụp ở trên sàn Robinhood. Nếu như các bạn sử dụng các cái sàn khác như là Webull hoặc là Ally Invest thì các bạn cũng sẽ thấy các cái thông tin tương tự. Với mỗi một cái option các bạn có thể tìm thấy cái thông tin về Greeks, và ở bên dưới Greeks là sẽ có thông tin về Delta. Ngoài ra sẽ còn có Gamma, Theta, Vega và Rho. Thì EZTech sẽ lần lượt chia sẻ cùng các bạn trong các loạt series về The Greeks cơ bản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vô phần Delta. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua những cái khái niệm, những cái đặc điểm chính của Delta. Thì Delta là gì? Đó chính là cái sự thay đổi giá của Option. Trong trường hợp này là Option Price hoặc là Option Premium. Mỗi khi giá của Underlying Stock thay đổi 1 đô. Thì như các bạn biết là stock chính là cái tài sản cơ sở hay là underlying asset cho option, và khi mà stock thay đổi giá thì option cũng sẽ thay đổi giá theo, và delta là cái yếu tố các bạn có thể thực hiện để tính toán sự thay đổi về giá của option mỗi khi mà stock tăng hoặc giảm 1 đô, tức là thay đổi 1 đô. Chính vì vậy delta là yếu tố rất quan trọng trong công thức tính toán giá option, hay còn gọi là các cái option calculator. Thì ở phần sau video, EZTech sẽ chia sẻ cái ví dụ về cách để tính toán sự liên hệ giữa Delta và giá của Option. Thì Delta có một vài những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là về giới hạn phạm vi. Thì Delta sẽ luôn nằm ở trong khoảng từ -1 cho tới 1, và trong đó được tách ra làm hai khoảng. Khoảng thứ nhất từ 0 tới 1 với các quyền chọn Call, tức là đối với quyền chọn Call, giống như hình ảnh các bạn thấy ở đây, cái quyền chọn Call của cái mã Apple, thì Delta luôn là một giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 và nhón 1, như trường hợp này là 0,42. Đó là phạm vi giá trị từ 0 tới 1 của Delta đối với quyền chọn Call. Và ngược lại, đối với quyền chọn Put thì cái khoảng giá trị của Delta sẽ luôn dao động từ -1 cho tới 0. Cái nhóm đặc tính tiếp theo là về ngày hết hạn. Thì gần ngày hết hạn, sự thay đổi của stock sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ lên Delta, đặc biệt là đối với lại quyền chọn Call và In the Money. Thì ở trong phần ngữ cảnh sử dụng, các bạn sẽ thấy cái mối liên hệ giữa sự thay đổi của Delta và giá của stock. Khi mà Option càng gần ngày hết hạn thì nó sẽ càng mạnh mẽ. Tiếp theo là về sự ổn định. Thì Delta liên tục thay đổi và dựa theo các yếu tố khác nhau như là giá stock, ngày hết hạn, cái thông số IV hay là Implied Volatility, tức là thông số biến động tiềm ẩn, hoặc là cái Interest Rate, cái thông số về lãi suất từ ngân hàng quốc gia. Thì quay lại ví dụ của chúng ta, các bạn thấy ở trong cái hình EZTech chụp thì cái thông số Delta là 0,4296, nhưng mà mỗi khi các bạn mở Robinhood và lựa chọn chính cái Strike Price 455 này thì các bạn thấy mỗi lần các bạn xem cái thông số Delta nó sẽ đều thay đổi, nó không khi nào cố định cả. Bởi vì nó cũng phụ thuộc vào nhiều các yếu tố khác, và các yếu tố đấy cũng thường xuyên thay đổi. Ví dụ như là giá của stock chẳng hạn, thì nó thay đổi liên tục gần như là mỗi giây, nên là Delta nó cũng sẽ thay đổi liên tục dựa theo các yếu tố đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái ví dụ minh họa về sự liên hệ giữa Delta và giá của Stop và giá Option. Thì ở trong bảng của EZTech sẽ có hai cái kiểu Option là Call Option và Put Option, tức là quyền chọn mua và quyền chọn bán. EZTech minh họa hai cái quyền chọn Call, một cái có giá 3 đô, một cái có giá 2 đô. Hai quyền chọn Put lần lượt có giá là 4 đô và 2,5 đô. Thì cái Delta EZTech ví dụ với quyền chọn Call thứ nhất là 0,75, với quyền chọn Call thứ hai là 0,3, và Delta cho quyền chọn Put thì luôn luôn là con số âm, nó sẽ lần lượt ví dụ là 0,25 và 0,6. Thì khi mà cái Stop, tức là cái Underlying Access của cái quyền chọn này mà nó tăng 1 đô thì cái giá của Option nó cũng sẽ tăng lên, và chúng ta có thể tính tượng trưng bằng cách lấy cái giá Option cũ mà cộng với lại cái thông số Delta. Như vậy nó sẽ bằng 3 đô cộng với 0,75 và bằng 3,75 đô. Tương tự với cái quyền chọn Call thứ hai đang có cái giá là 2 đô, thì khi mà Stop nó tăng 1 đô thì cái giá mới của Option nó sẽ bằng cái giá cũ là 2 đô cộng với cái Delta là 0,3, thì ra cái giá mới là 2,3 đô. Và với những cái giá trị mà tăng thì EZTech để cái màu xanh ở đây, và tương tự màu đỏ là khi mà Stop giảm giá để các bạn tiện so sánh và theo dõi. Thì đó là trường hợp khi mà Stop tăng giá 1 đô. Ngược lại, khi mà Stop giảm giá 1 đô thì với quyền chọn Call, cái giá cũ là 3 đô, chúng ta trừ đi 0,75 là Delta để được cái giá mới. Khi mà Stop giảm 1 đô thì Option sẽ lùi về là 2,25 đô cho cái Premium hoặc là Price. Tương tự, cái giá Option cũ là 2 đô, nếu mà Stop giảm 1 đô thì cái giá mới của Option sẽ bằng giá cũ là 2 đô trừ đi cái Delta là 0,3, thì còn lại là 1,7 đô. Tất nhiên đây chỉ là cái công thức minh họa, bởi vì ở phần sau ở cái công thức tính Option Price các bạn sẽ thấy nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, không chỉ là yếu tố Delta. Tuy nhiên là trong cái phạm vi minh họa của cái ví dụ về Delta thì EZTech đưa ra cái bảng này để các bạn tiện theo dõi. Với quyền chọn Put là quyền chọn bán thì chúng ta đã biết là nó sẽ có cái sự tăng ngược lại với sự tăng trưởng của Stop. Khi mà Stop càng lên giá thì quyền chọn Put sẽ càng giảm giá, và ngược lại, khi mà Stop càng rớt giá thì quyền chọn Put nó lại càng tăng lên. Chính vì thế nên cái màu và cái chiều tăng của quyền chọn Put nó ngược lại với chiều tăng của Stop. Thì với ví dụ đầu tiên, cái Put Option đang có giá là 4 đô. Khi mà Stop tăng lên 1 đô thì quyền chọn Put nó sẽ bị giảm giá, mà trong trường hợp này nó sẽ giảm xuống còn 3,75 đô, được tính bằng công thức lấy cái giá Option cũ trước khi Option tăng giá trừ đi cái Delta là 0,25, thì ra được cái Option mới sau khi Stop tăng giá là xuống còn 3,75. Và tương tự khi mà Stop giảm giá thì quyền chọn Put nó sẽ tăng giá, và nó sẽ có cái giá mới được tính bằng cái giá cũ là 4 đô cộng thêm cái Delta, thực chất là trừ của trừ thì thành cộng, đó là 0,25, thì được giá mới là 4,25 đô. Tương tự với cái giá Option cũ là 2,5 đô, khi mà Stop tăng giá 1 đô thì chúng ta lấy 2,5 mà trừ đi trừ 0,6, thì ra được giá mới của cái Put Option này là 1,9 đô. Và tương tự cho trường hợp Stop giảm 1 đô thì cái giá mới là 3,1 đô. Thì nhìn vào cái bảng này các bạn sẽ thấy là cái Delta nó được sử dụng như là một thành phần chính khi mà tính cái giá của Option mỗi khi mà Stop thay đổi, tăng lên 1 đô hoặc là giảm xuống 1 đô. Thì ở phần tiếp theo EZTech sẽ nhắc lại cái sự khác biệt giữa quyền chọn Call và quyền chọn Put, cũng như là cái mối liên hệ giữa giá của cái Option khi mà Stop tăng giá hoặc giảm giá. Thì quyền chọn Call chính là cái quyền chọn mua, và cái quyền chọn này nó sẽ tăng khi mà Stop tăng và nó sẽ giảm giá khi mà Stop giảm giá. Tức là quyền chọn Call hay là quyền chọn mua nó sẽ có chiều tăng hoặc là chiều giảm giống như là với Stop. Và ngược lại với quyền chọn mua thì là quyền chọn bán, quyền chọn Put, thì cái quyền chọn bán này nó sẽ giảm khi mà Stop tăng giá, và ngược lại nó sẽ tăng khi mà Stop giảm giá. Khi mà cái Stop giảm giá thì khi đó cái nhu cầu bán cổ phiếu sẽ tăng cao nên cái quyền chọn bán nó sẽ tăng giá, và ngược lại khi mà Stop đang chiều tăng giá thì cái nhu cầu mà bán Stop nó sẽ giảm đi, và vì thế cái quyền chọn Put nó cũng sẽ giảm giá theo. Thì đó là lý do vì sao cái quyền chọn put, quyền chọn bán nó lại luôn đi ngược với cái sự tăng trưởng của stock. Thì ở bên dưới EZTech có một cái minh họa về cái quyền chọn put có cái màu tượng trưng là màu đỏ và quyền chọn call có màu tượng trưng là màu xanh, và cái sự thay đổi của Delta từ cái giá trị nhỏ nhất là -1 cho tới giá trị lớn nhất là 1, và cái giá trị ở giữa giao nhau giữa quyền chọn put và quyền chọn call chính là Delta bằng 0. Thì Delta của quyền chọn call như ở slide trước EZTech đã chia sẻ là nó sẽ ở trong các khoảng từ 0 đến 1, và ngược lại đối với quyền chọn put thì Delta luôn là một giá trị âm và nó sẽ luôn nhỏ hơn 0 và lớn hơn -1. Thì trong các phần tiếp theo khi mà chia sẻ về cái công thức tính cái giá của option, option price calculator, thì chúng ta sẽ tham khảo lại cái sự thay đổi của Delta tác động tới các cái kiểu quyền chọn như là in the money, out of the money hay là at the money. Ở đây thì chúng ta cùng hình dung đó là cái quyền chọn call và quyền chọn put khi kết hợp lại với nhau sẽ có cái giải Delta từ -1 cho tới 1 và cái mức 0 ở giữa với lại cái stop price. Thì chúng ta sẽ chuyển qua cái slide tiếp theo. EZTech sẽ chia sẻ về cái ngữ cảnh sử dụng của cái Delta khi mà thực hiện tính toán cái giá của option. Thì các bạn có thể truy cập vô cái đường dẫn là cophieuusa.com và / option calculator để mở ra cái công thức tính toán option calculator. Thì đây là cái công thức sẽ giúp các bạn tính được cái giá của option dựa trên các cái yếu tố khác nhau, và trong đó Delta đóng một cái vị trí rất là quan trọng. Ở trong cái hình này thì EZTech có cái mã là Apple. Hiện tại cái mã của Apple ngày hôm nay, cái lúc mà EZTech chụp cái hình này thì có cái mức giá là $444.45. Thì EZTech chọn một cái strike price là 445, tức là cao hơn 55 cent so với giá stop price, nên cái này được gọi là out of the money. Và EZTech chọn cái ngày expiration date là ngày thứ 6 của tuần này, ngày 14 tháng 8, và tính từ thời điểm hiện tại tới ngày hết hạn là 4 ngày, days to expiration là 4 ngày ở đây. Và cái biến động tiềm ẩn volatility thì EZTech lấy cái giá trị mặc định là 33 ở đây. Cái interest rate là cái lãi suất thì được cái công thức này tự động lấy cái mức lãi suất mới nhất từ đêm qua ở Ngân hàng Quốc gia Mỹ và bỏ vô đây thì nó là 0,09. Thì trong cái option Greek, cái interest rate nó chính là cái Rho, tham số cuối cùng, và nó cũng là cái yếu tố ít ảnh hưởng nhất tới cái sự thay đổi giá của option. Các cái thông tin khác ví dụ như ngày trả cổ tức của Apple, rồi cái số lượng cổ tức là bao nhiêu, cái dividend frequency là cái tần suất trả cổ tức, thì Apple trả 1 năm 4 lần và lần này thì là trả 82 cent, 0,82 đô ở đây. Thì sau khi nhập các thông tin ở cái khung bên trái và nhấn cái nút calculate thì sẽ hiển thị ra được cái option value cho cả phần call và cả phần put. Thì các cái thông số Delta, Gamma, Theta, Vega và Rho thì đã được nhập sẵn vô các cái ô bên phía tay phải. Với những cái thông số mà EZTech chọn cho cái stock Apple này thì sẽ tính ra được cái option value cho cái quyền chọn call là 5.8 và cái quyền chọn put là 6.4 với cái strike price là 445. Thì đây là một cái minh họa của cái công thức tính cái option calculator. Bây giờ EZTech sẽ minh họa thêm với các bạn một cái trường hợp khác sử dụng cái công thức option calculator này. Thì EZTech sẽ click vô đường link để mở ra cái công thức. Thì đây chính là cái công thức Option Calculator, và cái này được tổ chức là Option Board Chicago họ duy trì. Thì tại đây ở cái ô Symbol các bạn có thể nhập vô một cái mã cổ phiếu bất kỳ. Ví dụ như EZTech có thể nhập cái mã cổ phiếu của Facebook chẳng hạn là FB, và sau đó nhấn nút Go thì sẽ hiển thị ra cái thông tin mặc định của cái mã cổ phiếu Facebook. Và EZTech cũng sẽ mở cái sàn Robinhood để chúng ta có thể so sánh. Thì tại sàn Robinhood, EZTech cũng sẽ gõ vô cái mã Facebook và chọn phần Trade Facebook Option, chọn Sell Call để chọn quyền chọn Call. Và tại đây cũng sẽ hiển thị ra cái giao diện Trading Option tương ứng với cái mã cổ phiếu Facebook. Và các bạn thấy là có một loạt các cái strike price out of the money là lớn hơn cái mức 262 đô, mức stock price hiện tại, và in the money là nhỏ hơn 262 đô. Thì khi các bạn chọn một cái strike price bất kỳ, ví dụ EZTech chọn cái strike price là 270 đô Và cái ngày hết hạn thì EZTech chọn ngày mặc định là thứ 6 của tuần này, 4 ngày tính từ thời điểm hiện tại. Thì ra được cái option price là $2.49 cho cái strike price là 270. Và các cái thông tin Delta, Gamma, Theta, Vega và Rho đã được tính sẵn ở đây rồi. Bây giờ EZTech sẽ sử dụng cái công thức Option Calculator và cũng nhập vào các cái thông tin cho cái strike price 270 để xem công thức này tính ra cái giá của cái option của cái quyền chọn call này có giống như ở trên sàn Robinhood hay không, để chúng ta đối chứng. Thì có hai thông tin mà chúng ta sẽ lưu ý trước khi nhập vô cái Option Calculator. Thứ nhất là cái Implied Volatility, là cái thông số biến động tiềm ẩn. Thì với cái strike price 270 thì cái IV, cái Implied Volatility nó là 47,31%. Và cái thông tin thứ hai chúng ta lưu ý là Delta. Thì cái Delta cho cái strike price 270 này chính là 0,3067. Thì chúng ta sẽ lưu ý hai thông tin này khi mà nhập vô cái công thức tính cái Option Calculator của chúng ta. Thì cái giá hiện tại của Facebook là $263, nên ở trong cái ô Price EZTech sẽ nhập là 263. Cái strike price thì chúng ta sẽ xem cho ở cái mức strike price là 270. Ngày hết hạn thì EZTech chọn là ngày 14 tháng 8. Cái volatility như chúng ta vừa tham khảo là 47,31%, thì EZTech sẽ nhập 47,31 vô đây. Cái thông tin interest rate thì là 0,0986. Thì sau khi nhập các thông tin, EZTech sẽ nhấn calculate. Thì cái option value cho cái quyền chọn call được tính ra ở đây là 2,4893. Thì làm tròn lên chúng ta cũng được là 2,49. Như vậy là hai công thức nó tính toán khá là giống nhau. Và cái delta ở đây là 0,3067. Thì các bạn thấy tại đây cũng là 0,3066. Khi mà làm tròn lên thì nó cũng giống nhau. Thì đấy là một cái minh họa của cái việc sử dụng cái Option Calculator này. Một trong những cái tính năng nổi bật của cái công thức này là chúng ta có thể mô phỏng cái giá của Facebook. Khi các bạn lên sàn Robinhood thì các bạn cũng có thể xem được cái giá của option call hoặc là put. Chỉ cần các bạn lựa chọn cái strike price là các bạn sẽ xem được cái giá tương ứng, bởi vì Robinhood đã tự động tính toán được cái giá của option dựa trên các cái thông tin như là thông tin về Greeks, Delta, Gamma ở đây và nhiều các yếu tố tổng hợp khác. Thì họ cũng đã tính ra được cái giá của option, các bạn chỉ việc lựa chọn các cái strike price tương ứng. Có một cái mà các bạn không xem được, đó là cái sự thay đổi về giá của stock với lại cái giá của option. Ví dụ hiện tại cái giá cổ phiếu của Facebook là $262.30, thì các bạn sẽ không biết là khi mà cái giá cổ phiếu này thay đổi thì cái giá của option nó sẽ thay đổi theo như thế nào. Thì đó là cái ý nghĩa của cái Option Calculator. Ví dụ EZTech có thể giả sử cái cổ phiếu của Facebook nó tăng từ $263 mà lên mức $265 chẳng hạn. EZTech giả sử như vậy. Khi EZTech nhấn calculate thì EZTech sẽ có một cái giá mới của cái option value, đó chính là $3.15 thay vì cái mức cũ là $2.49. Thì bằng việc sử dụng cái công thức Option Calculator này và dựa trên các cái phân tích kỹ thuật khác để dự đoán cái chiều tăng của cổ phiếu và nhập cái ô price vô đây, thì EZTech sẽ tính ra được cái option value để đưa vô cái lệnh bán hoặc là lệnh mua quyền chọn call hoặc put của mình. Thì đấy là một trong những cái mục đích chính mà EZTech thường sử dụng cái công thức Option Calculator này, và một trong những cái thành phần chính để cái công thức này hoạt động đó chính là cái thông số delta ở đây. Thì đó là cái minh họa của cái công thức Option Calculator. Các bạn có thể truy cập vô cái đường dẫn là http://cophieuusa.com/optioncalculator. EZTech vừa minh họa với các bạn với cái mã cổ phiếu Apple và mã cổ phiếu Facebook. Các bạn có thể sử dụng công thức này với bất kỳ mã cổ phiếu nào và các cái thông số do các bạn nhập vào tùy biến ở đây. Tiếp theo của cái ngữ cảnh sử dụng thì chúng ta sẽ nghiên cứu một vài những cái trường hợp hết hạn của option và cái sự thay đổi của delta với cái sự ảnh hưởng của giá stock. Thì đầu tiên đó là cái việc hết hạn in the money hay là ITM. Thì option mà có delta gần với mức +1, tức là cái mức ngoài cùng trong cái hình minh họa của chúng ta ở đây, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà stock thay đổi giá. Thì bây giờ EZTech sẽ chuyển qua sàn Robinhood để tiếp tục minh họa cái delta nó ở gần mức 1 cho cái option in the money. Thì chúng ta lại quay lại cái ví dụ Facebook ở đây. Thì như các bạn biết hiện tại cái giá stock price của Facebook đang là $262.30. thì tất cả những cái strike price nào mà thấp hơn cái mức 262 đô này thì được gọi là các cái option in the money với cái quyền chọn call. Thì với quyền chọn call, các cái option in the money nó sẽ có cái delta tăng dần. Ví dụ với trường hợp strike price là 260 thì delta đang là 0,61. Khi chúng ta xem cho cái strike price thấp hơn thì cái delta nó tăng lên, các bạn thấy tăng từ 0,61 tăng lên 0,68 và nó sẽ tiếp tục tăng như vậy. Ví dụ chúng ta xem cho một cái strike price mà thấp hơn hẳn, ví dụ 250 đô, thấp hơn 12 đô so với lại cái giá stock price thì cái delta nó tăng đến mức là 0,89. Đây là ở mức rất là gần với mức 1, tức là cái mức lớn nhất của cái giá trị delta đối với quyền chọn call. Thì ở cái delta mà lớn như vậy, gần cái mức cộng 1 với quyền chọn call và trừ 1 với quyền chọn put như vậy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà stock thay đổi giá. Thì điều đó có nghĩa là như thế nào? Quay trở lại sàn Robinhood của chúng ta, đây là một cái quyền chọn call và hiện tại cái mức giá của nó cho cái strike price 250 đô đang là 13 đô 58 cent và cái giá cổ phiếu hiện tại đang là 262 đô 30 cent. Thì như chúng ta biết, yếu tố delta này nó thể hiện cái sự thay đổi giá của option mỗi khi mà stock tăng lên hoặc giảm xuống 1 đô. Thì với cái delta lớn như vậy, khi mà cái giá stock thay đổi, cái giá của quyền chọn này nó sẽ thay đổi rất mạnh. Thì bây giờ EZTech sẽ minh họa việc đó bằng việc sử dụng cái công thức Option Calculator. Chúng ta sẽ nhập vô cái ô strike là 250 là cái in the money và cái price thì chúng ta sẽ lấy cái giá hiện tại của Facebook là 262.30. Các cái thông tin khác, cái implied volatility là 39,75%. Thì khi chúng ta nhấn calculate, cái công thức này sẽ tính ra được cái giá trị option value cho quyền chọn call và quyền chọn put. Và hiện tại cái giá của quyền chọn call đang là 12 đô 95 cent và cái delta đang là 0,88, tức là rất gần cái mức 1, cái mức lớn nhất của delta với quyền chọn call. Và với cái delta lớn như vậy thì mỗi khi mà stock thay đổi giá, tức là cái old price này thay đổi thì cái option value nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Để minh họa cho việc đó, EZTech giả sử cái giá của Facebook tăng từ 262 đô 30 cent tăng lên mức 265 thì EZTech sẽ nhập 265 vô và nhấn calculate thì các bạn sẽ thấy cái giá trị option value nó sẽ thay đổi từ cái mức 12 đô 95 cent về mức 15 đô 39 cent, tức là thay đổi rất nhanh, tăng 2 đô và cái delta mới là lên tới 0,92. Và bây giờ chúng ta thử thay đổi tiếp một lần nữa cái giá Facebook tăng lên mức ví dụ 268 chẳng hạn. Thì khi chúng ta nhấn calculate thì cái option nó tăng tới là 18 đô 21 cent, tăng 5 đô so với cái giá lúc đầu khi mà stop ở cái mức là 262 đô và 30 cent. Thì đó là một cái minh họa về cái việc khi mà cái thông số delta nó lớn ở cái mức là gần 1, ví dụ trường hợp này là 0,88 thì mỗi khi mà stock thay đổi giá thì option value nó sẽ thay đổi giá nhanh hơn rất nhiều. Và EZTech vừa minh họa một vài cái ngữ cảnh với cái quyền chọn call của chúng ta ở đây. Thì đó là cái minh họa cho cái ngữ cảnh đầu tiên là in the money cho các cái option mà có delta gần với mức cộng 1 với quyền chọn call hoặc là trừ 1 với quyền chọn put thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà stock thay đổi giá. Còn với các kiểu quyền chọn at the money, tức là khi mà cái giá stock price nó bằng với cái strike price thì cái giá trị của delta nó gần ở cái mức là 0.5, tức là 1/2. Thì thông thường cái option price nó sẽ thay đổi ở mức 50% khi mà stock price thay đổi. Thì đây cũng là một cái mức thay đổi tương đối lớn. Và các bạn có thể sử dụng cái công cụ Option Calculator như EZTech vừa minh họa để tính toán cho cái trường hợp at the money ở đây. Và trường hợp thứ ba cho các kiểu quyền chọn out of the money hay là OTM thì các cái option này thường có cái delta là gần ở mức 0, có nghĩa là rất là thấp và nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi của giá stock. Thì bây giờ EZTech sẽ tiếp tục mở cái công thức Option Calculator và minh họa một cái trường hợp out of the money với các bạn. Thì quay lại cái ví dụ mã cổ phiếu Facebook của chúng ta đang có cái mức giá là 262 đô và 35 cent. Bây giờ EZTech sẽ chọn một cái quyền chọn call mà out of the money, ví dụ là ở mức 275. Thì các bạn thấy là ở cái mức strike price 275 thì cái giá của quyền chọn call này đang là 1,52 đô. Và EZTech sẽ sử dụng cái công thức Option Calculator để minh họa cái trường hợp là khi mà cái giá của Facebook thay đổi thì cái giá của quyền chọn nó cũng sẽ không thay đổi nhiều lắm, bởi vì cái delta ở đây nó đang ở mức khá là thấp. Và EZTech sẽ chọn một cái mức strike price out of the money, ví dụ ở đây là strike price 285, thì ở mức này cái giá của quyền chọn call nó là 70 cent cho một cổ phiếu, hoặc là 70 đô cho một hợp đồng quyền chọn 100 cổ phiếu. Thì ở cái mức strike price out of the money nhiều như vậy, tức là chênh lệch giữa strike price này và cái stop price hiện tại là khoảng 20 đô. Và các bạn thấy cái delta đây rất là thấp, nó là 0,09. Thì với cái delta thấp như vậy, khi mà cái stop price nó thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng rất là ít tới cái sự thay đổi về giá của cái quyền chọn call out of the money này. Thì EZTech sẽ sử dụng cái công thức Option Calculator để minh họa điều đó với các bạn. Tại đây, EZTech sẽ nhập cái mức giá của Facebook hiện tại là 262.30 và cái strike price là mức out of the money 285. Cái thông số implied volatility thì là 57.57. Sau khi nhập các thông tin, EZTech nhấn calculate thì nó sẽ hiển thị ra được cái option value ở đây là 0.63. Và bây giờ EZTech sẽ thay đổi cái mức giá này tăng lên ví dụ 265. Và sau khi EZTech nhấn calculate thì với cái delta thấp ở mức 0.08 như vậy, các bạn sẽ thấy cái option value nó cũng sẽ không thay đổi nhiều cho cái quyền chọn call của chúng ta ở đây. Thì khi mà stock tăng lên 3 đô thì cái option value nó cũng chỉ tăng lên 0,91 cent. Và ví dụ với một trường hợp stock giảm giá, giả sử giảm xuống còn 260, thì sau khi nhấn calculate cái option value nó cũng chỉ giảm xuống còn 0,45 cent. So với những cái ví dụ trước của chúng ta, nó giảm như vậy là rất nhẹ. Thì đó là cái mối liên hệ giữa cái delta thấp gần ở mức 0 cho những cái quyền chọn out of the money, thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi giá của stock. Và đây cũng là lý do vì sao khi mà các bạn thực hiện bán các quyền chọn cover call, các bạn lựa chọn kiểu quyền chọn là out of the money có cái delta rất là thấp gần ở mức 0 thì nó sẽ an toàn hơn, bởi vì nó ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá của stock. Thì đó là cái phần tiếp theo EZTech muốn chia sẻ về cái ngữ cảnh sử dụng khi mà bán quyền chọn cover call và cái mối liên hệ với cái thông số delta. Thì cái lý do mà EZTech chọn cái ví dụ này với kiểu quyền chọn cover call, bởi vì EZTech nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn liên quan tới việc tính toán lựa chọn strike price cho cái kiểu quyền chọn cover call, cũng như là phân tích các cái yếu tố Greeks, Delta, Gamma, Theta khi mà thực hiện bán quyền chọn cover call. Thì khi mà các bạn bán cover call, cái mong muốn của người bán là gì? Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ muốn maximize cái lợi nhuận với cái premium cao, tức là chúng ta sẽ lựa chọn những cái cover call mà mang lại cho chúng ta cái tiền premium, cái tiền credit cao khi mà chúng ta thực hiện bán riding cái call đó. Đồng thời chúng ta cũng muốn minimize, muốn giảm thiểu tối đa cái rủi ro mà cái stock của chúng ta bị taken away, hay là cái hợp đồng của chúng ta bị exercise hoặc là aside. Thì đây là hai cái mong muốn mà người bán cover call muốn thực hiện khi mà writing, khi mà viết cái quyền chọn cover call của mình, đó là maximize lợi nhuận và minimize rủi ro. Thì một trong những chiến lược mà chúng ta có thể lựa chọn đó là chọn các cái quyền chọn cover call out of the money với cái delta gần ở mức 0. Thì như ở slide trước, EZTech đã chia sẻ và đã minh họa qua cái công thức Option Calculator, đó là với những cái quyền chọn call mà out of the money có cái delta gần ở mức 0. Ví dụ với cái mã Facebook của chúng ta ở đây, cái strike price 285 cao hơn cái mức stop price 262 tới 20 đô. Thì đây là một cái quyền chọn call out of the money có cái delta rất là thấp. Thì khi mà các bạn bán những quyền chọn cover call kiểu như này thì nó sẽ tương đối an toàn, bởi vì hai lý do. Thứ nhất là cái delta rất là thấp, thì khi mà cái stock price nó thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng ít tới cái premium của cái quyền chọn này, và EZTech đã minh họa bằng cái option calculator như vừa rồi. Cái lý do thứ hai nữa là các bạn tạo ra một cái khoảng chênh lệch về giá tương đối lớn từ cái strike price 285 tới cái stock price hiện tại là 262, nó chênh lệch tới hơn 20 đô. Thì cái khả năng từ bây giờ cho tới ngày 14 tháng 8, tức là 4 ngày mà mã Facebook tăng 20 đô, tức là khoảng 10%, thì nó cũng có thể xảy ra nhưng nó sẽ ít hơn. Và như vậy thì cái xác suất mà cái hợp đồng này bị exercise nó cũng sẽ thấp hơn. Thì đó là lý do vì sao khi mà các bạn chọn bán cover call mà các bạn chọn các cái hợp đồng out of the money, có nghĩa là cái mức strike price lớn hơn cái stock price và cái delta nó thấp thì nó sẽ an toàn. Thì đó là cái ngữ cảnh mà các bạn có thể áp dụng cái thông số delta để mà bán các cái quyền chọn cover call, out of the money. Thì đó là nội dung của video ngày hôm nay. EZTech chia sẻ cùng các bạn về delta là cái thông số đầu tiên trong cái option Greeks và cái series option Greeks cơ bản của EZTech. Thì EZTech đã chia sẻ cùng các bạn delta là gì, các cái ngữ cảnh sử dụng thông số delta khi mà tính toán cái option price cũng như là lựa chọn các cái chiến lược option, và EZTech cũng đã minh họa cái công thức tính option price với cái mã cổ phiếu Facebook và phân tích các cái chiến lược in the money, at the money, out of the money khi mà liên hệ cái thông số delta để tính toán option price cũng như là lựa chọn cái chiến lược cover call an toàn với những cái delta thấp gần như là bằng 0. Thì trong các video tiếp theo, EZTech Class sẽ chia sẻ thêm về các cái thông số khác trong cái chuỗi option Greeks, ví dụ như là Gamma, Theta, Vega hoặc là Rho. Thì các bạn hãy subscribe vô kênh Cổ phiếu USA để EZTech lại được gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của series Option Greeks cơ bản. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EZTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.